Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách mình có thể là cấu hình và thiết lập để có thể là in tem nhãn phụ đối với các dòng máy in bảo vật, máy in tem nhãn đề can. Thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách in tên cuộc Excel và trên phần mềm Bartender. Thì các dòng máy in để mình có thể in là có thể là dòng máy bảo vật khác nhau, không nhất thiết là một dòng ha. Thì hôm nay em sẽ in tên dòng máy in đó là RIN412PE+. Thì đầu tiên thì mọi người có thể mở cái trang cuộc lên đó. Mọi người thấy mặt đề ban đầu của nó chắc chắn là khổ giấy A4 rồi đúng không? Thì để mà thiết lập in tem nhãn phụ trên cái dòng máy in bảo vật này, trước tiên thì mình phải cài driver của máy rồi ha. Thì mọi cái bước cài này thì bên em có video hướng dẫn khác nha. Đầu tiên là mình cài driver của máy, rồi tiếp theo bước thứ hai đó là mình thiết lập cái kích thước mà mình đang cài đặt ở trên máy. Thì có thể là trên máy của mình có thể là chọn nhiều kích thước khác nhau. Thường thường tem nhãn phụ của nó thường là 50-30, 70-40, hoặc là những sản phẩm lớn thì mình cần những kích thước lớn hơn, 100x50 hoặc bất kỳ 70-40 hoặc là 170 gì đó. Mọi người có thể là thiết lập theo kích thước của mình. Đây, thì các bước thì bước thứ nhất là mình sẽ vào driver của nó để mình thiết lập theo khổ giấy mà mình đang lắp đặt ở trên máy. À, mọi người vào driver của máy ha. Để vào driver thì mọi người vào Parallel, vào cái Define Printer giúp em nha. Rồi, thì nó hiển thị lên đây, mọi người chọn đúng driver của nó ha. Vào mục thứ ba này này, Printing và Reference này. Rồi vào Page Setup thì mọi người new giúp em một cái, đó là mình cài đặt một khổ giấy. Ví dụ như em cài đặt khổ này là khổ 70x40. Đây là khổ thực tế mà trên máy em đang lắp ha. Đây cái phần chiều rộng thì mọi người nhập giúp em là 70 có lề thêm 4mm, là tầm 74mm, là em đến thêm chữ MM vô đây ha. Được, còn cái chiều cao của nó là 40, mọi người nhập 40 với 3. Đây hai cái lề của nó để nó phát sinh lên 74 đó, là tại vì đây có hai lề tầm 2mm ở đây ha. Còn cái chiều cao nó thì mình không cần ha, 40 thì 40mm. Thì đầu tiên thì mình sẽ vào driver của nó thiết lập cái khổ giấy, em đặt tên cho nó là 40x70. Mọi người có thể đặt bất kỳ tên gì để mình có thể dễ hình dung và dễ nhớ ha, dễ nhận biết sau này mình chọn. Ok. Đó, thì bước đầu tiên thì mình sẽ vào driver để mình thiết lập cái khổ giấy cho cái máy này. Đây, mình xóa một vài thông tin ở trên này đi ha. Rồi, bước thứ hai thì mình khi mà mình vào tên cuộc hoặc là tên cuộc trước ha, thì mình sẽ vào, đầu tiên mọi người sẽ bấm vào bấm là in lên ha. Mình sẽ chọn cái máy giúp em nha. Mọi người nhớ chọn đúng cái máy mà mình đang sử dụng, đó là em đang sử dụng máy RIN 412PE+. Rồi, bước thứ hai thì mọi người giúp em đó là mình vào là cái setup để mình thiết lập lại cái khổ giấy của cái trang cuộc này. Tại vì trang cuộc này mặc định của nó như em nói đang là khổ A4 ha. Rồi đây là phần top, rồi left, bottom hay là right thì mọi người nhập lại giúp em 0 hoặc 1 giúp em ha. 1, còn cái dưới này là 1.2 đi. Tại lệ đó là 2. Đây, 2. Bottom là cái này 0 ha. Rồi tiếp qua là paper ha. Mọi người cái chỗ custom size này á thì mọi người chọn lại giúp em cái khổ mình vừa đặt, mình vừa cài đặt ha, đó là khổ 70-40 thì nó sẽ ra đúng không nhỉ? Ok ha, thì nó sẽ ra được cái kích thước là khổ 70-40 như thế này ở trên màn hình buộc cho mình, nó sẽ kho lại cho mình ở trên này. Sau đó thì mình sẽ đánh những cái thông tin mà mình cần lên. Hiện tại thì tem nhãn phụ của sản phẩm thì theo quy định của chính phủ thì mình sẽ cần có những cái thông tin như là tên sản phẩm, rồi hướng dẫn sử dụng, thành phần, công thức, tên nước sản xuất, tên và địa chỉ tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm đưa cái sản phẩm đó ra thị trường, rồi định lượng theo khối lượng hoặc theo thể tích, rồi số lô sản xuất, ngày sản xuất hoặc là cái hạn dùng đều phải thể hiện rõ ở trên đó, các lưu ý an toàn khi sử dụng nếu mà có, thì mình nhìn một số cái thông tin mà tem nhãn phụ sản phẩm cần ở trên đó thì mọi người có thể là làm theo á. Thì em sẽ đến thử một vài cái nội dung để in hai cho mọi người xem đấy ha. Một vài nội dung em đến thì tượng trưng ha, để cho mọi người thấy là nó trong cái khổ. Thì vô đây rồi thì cuộc thì mọi người có thể là chỉnh size rồi chỉnh phong giấy tùy theo mà mình chọn. Ví dụ như em chọn đây là máy RIN 412 PE+. Rồi giấy này là không hướng dẫn sử dụng hoặc là những một số thông tin. Em đến một vài thông tin thôi nha mọi người. Nhà sản xuất này, Autonic Nhật Bản, rồi dưới này nó có thể là nhập khẩu,
đơn vị nhập khẩu đó, đó là công ty Thế giới bảo vệ. Và số điện thoại 900 3438. Em chỉ nhập một vài thông tin để in ra cho mọi người xem ha, còn cái tem phụ của mọi người thì mọi người phải làm đầy đủ những cái thông tin theo yêu cầu của nhà nước nha. Đó, em chỉ nhập một vài thông tin đó, ví dụ như như vậy, sau đó thì mình sẽ in những cái thông tin này ra đó. Rồi, mọi người cứ thiết kế thế này, nội dung đó sau khi mọi người bấm thì bấm lần in. Đây. Đó thì chiếc máy nó sẽ in ra những cái thông tin mà mình vừa vừa cài đặt. Thì khi mà mọi người bấm in thì cái số lượng in thì mọi người có thể là chọn cái số lượng in nhiều lên hoặc là cái nội dung thay đổi ở trên này, thì nó sẽ in ra đó. Đó thì cái cách để mà mình có thể là in ở trên cuộc nó khá là đơn giản như vậy à, mọi người. Đó, thì tiếp theo thì anh sẽ qua cái phần đó là in từ cái file Excel ra. Đây, mọi người cho em một xí ha. Đó, thì mọi người cũng làm tương tự đó. Đầu tiên thì mình mở cái file Excel ra. Thì đầu tiên cái trang bảng tính của Excel ra nó lớn như thế này. Thì mình cũng vào lúc mình sẽ bấm cái lần in lên file print, sau đó mình sẽ chọn cái máy in giúp em nha mọi người. Tiếp theo sau khi mà mọi người chọn máy in xong rồi á, ngay chỗ phần này nó sẽ mặc định cái khổ giấy mà mình cài trên driver. Đó là 7040, hoặc là nếu mà nó chưa chọn thì mọi người chọn lại cái khổ giấy mà mọi người cần sử dụng ha. Đó thì mọi người chọn khổ 7040 ha. Tiếp theo ở trong cái page setup ở đây, mọi người thì những cái top bất tầm này mọi người đưa về không hết cho em ha. Đó, những cái này mọi người đưa về không hết cho em. Đó. Những cái này mọi người đưa về không. Đó, thì sau khi ra thì mọi người thấy có thấy là những cái đường kẻ khung này không, những cái đường 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 khung này nó kẻ kẻ khung ở đây, thì nghĩa có nghĩa là cái phạm vi in của mình nó sẽ nằm trong cái khu vực này đó, mọi người có thể thấy không, nó chia như thế này rồi. Sau đó thì mọi người cũng đến những cái nội dung mà mình cần vào đây, ví dụ như máy riêng 412 PL cộng rồi nhà phân phối à, nhà phân phối là Thế giới bảo vệ. Địa chỉ 33-1 Hoàng Diệu. Để mọi người chú ý nha, những cái thông tin nào mà nó bị trôi ra ngoài thế này là nó sẽ bị in ra khỏi lề á, nên lát nữa mọi người sẽ cho nó xuống dòng ha. Đấy, mình sẽ cho nó xuống dòng giúp em nha, để cho cái đó nó không bị ra ngoài ha, hoặc là mình có thể cho chữ nhỏ lại một xí. Rồi đang về một thì mình sẽ cho xuống chín thôi. Và những cái nội dung ở phía bên dưới, ví dụ như số điện thoại 3438 rồi ngày sản xuất, ngày hết hạn, hai không không bảy, cái thông tin này thì em đang là ví dụ cho mọi người xem thôi ha. Kích thước đang ví dụ một vài thông tin thế này thôi nha mọi người. Nó sau sau khi như vậy thì mọi người nhấn là in lên, đó nó sẽ hiện ra khung của mình đang nó đang như vậy đó. Sau mọi người nhấn cái số lượng in ở trên này, thì sau khi mọi người muốn in bao nhiêu thì mình sẽ nhấn cái số lượng in thì nó sẽ in ra thôi. Nên ví dụ như em sẽ nhấn số lượng in 3 ha, rồi bấm in. Đó, thì máy nó sẽ in ra những cái thông tin ở trên đó, người có thể là lấy content đó rồi lên và dán lên sản phẩm. Thì đó là cái cách để mà mình có thể là in ở trên Excel, và thấy cũng khá là đơn giản nha. Đó, mình sẽ thiết kế lúc mình chọn kích thước xong thì nó sẽ ra trong cái khung này, thì mọi người chỉ cần là in ở trong khung này thì nó sẽ ra được cái thông tin của cái sản phẩm đó. Nếu như mà mọi người muốn đẩy cái lề xuống một xí,
hoặc là mọi người muốn đẩy lề trái lề phải này kia xuống một xí ở trong cái phần này này, ghi này, mọi người có thể tăng cái chỗ này lên đấy, thì mọi người tăng lên một xí ha. Mọi người đổi cái đơn vị sang mm sau đó cho nó dễ 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 tăng ha. 0.05 ví dụ như đẩy ít thôi, để đơn vị in thì nó hơi lớn, mọi người có thể đẩy qua một xí trái xí rồi đẩy phải một xí để mình có thể là in ra con tem cho nó đúng và nó có thể là vô cái khổ của mình được ha. Thì đó là cái kết in ở trên buộc khá là đơn giản, thì mình chỉ cần thiết lập cái khổ giấy trên cái driver của máy ha. Rồi đó thì vừa rồi em đã hướng dẫn mọi người cách để mình có thể là in trên buộc hoặc là trên Excel đây, à đây cái này là Excel nha mọi người, em nói nhầm, thì buộc hoặc Excel. Tiếp theo đây là cái phần mềm khá thông dụng khi mà hỗ trợ in ấn, việc in ấn tem nhãn phụ hoặc là in ấn mã vạch, thì đó là phần mềm Bartender. Thì đây là một phần mềm để mình có thể là thiết lập in trên này cũng rất là tiện lợi và dễ dàng ha mọi người. Đây đầu tiên thì khi mà mọi người mở cái phần mềm Bartender đây thì em sẽ tạo mới một con tem luôn ha, file new luôn này, tạo mới một con tem. Đây mọi người, đầu tiên thì mọi người nhớ chọn máy giúp em, đó là máy Win 412 rồi finish. Rồi tiếp theo mình sẽ thiết lập cái khổ giấy ở trên cái máy này, trên cái phần mềm này. Nếu như mà đây mọi người click bên phải ở ngay cái thanh đo này, chọn sang mm đơn vị in cho dễ nhập. Rồi để thiết lập cái khổ giấy mọi người có thể là vào file này, bên trên đó giúp em thôi, nó hiển thị ra cái thông tin này. Thì đầu tiên mặt hình nó sẽ lấy cái khổ giấy theo như mà mình cài đặt trên driver đó, thì mọi người có thể lấy theo luôn khổ này, mình chỉ cần thiết kế cái này thôi, không cần phải thiết lập cài đặt lại gì cả. Hay là nếu như mà nó chưa lấy thì mọi người có thể là view device size đây á, thì mọi người có thể là nhập vô đây giúp em ha. Cái khổ giấy của mình đang xài, ví dụ như khổ của em đang xài là khổ 7040, nó có lề hai bên 2 cm nên thành ra là nó là 4 cm, 774 ha. Nó mọi người có thể nhập vô đây giúp em, đó là khổ đó là 7040 thì nó sẽ ra được khổ 7040. Sau đó thì mình sẽ copy cái nội dung tem nhãn phụ của mình vô đây mà mọi người cài vô đây đó. Ví dụ như vậy, ví dụ này nhà phụ hết thì giáo vật số đó, một số thông tin như vậy mình cho nó cùng sai hai on sang về hai đi, on lớn quá. Em ví dụ những cái này dài quá mình có thể tràn ra khỏi cái nội dung, mình cho nó xuống hàng. Ví dụ mình cho nó xuống hàng như vậy. Thế này em đang ví dụ một vài thông tin cho mọi người thôi ha. Còn như lúc ban đầu em nói thì cái tem nhãn phụ của mình thì nó phải đảm bảo một số yếu tố, nó phải đầy đủ những cái trường thông tin mà theo như chính phủ, theo như các bộ ngành người ta yêu cầu nha. Đó, ví dụ như vậy sau đó thì mình sẽ in con tem này. Đó mới là in xong toàn máy, toàn số lượng in. Ví dụ muốn in 2 con thì sẽ chọn 2 con. Đó thì nó sẽ in ra cái thông tin đúng như trên cái file thiết kế của mình đã in. Nó khá là đơn giản. Thì như vậy thì em còn hợp lại một xí ha. Đầu tiên thì mình sẽ in bằng buộc Excel và Bartender. Thì đầu tiên trước khi mọi người in thì mọi người vào driver của máy. Để vào driver thì mọi người vào giúp em control panel ha. Sau đó mọi người vào cái mục Device and Printer. Đây, control panel đây, Device and Printer đây nha mọi người. Đó, thì mọi người vào trong cái mục này nha. Để mình thiết lập trong driver của nó, mình cài đặt cái khổ, cài đặt cái mình sẽ cài đặt cái kích thước của cái giấy mình đang sử dụng vào cái setup này. Sau đó mình là new, đặt tên một cái kích thước ở trên này, sau đó đặt tên của nó, sau đó là nhập kích thước chiều rộng và chiều cao của nó thì mình cần in. Thì đó như em đặt là 7040, sau đó thì tiến là mình vào Word hoặc là vào Excel, bất kỳ cái nào mà mình cần thì để mình bấm vào file print. Sau đó thì mình sẽ chọn cái máy in này, trong này có rất nhiều máy khác nhau này, mọi người có thể là in từ máy print, Jabra hay Honeywell, nó cũng cách làm nó cũng như vậy. Chọn máy in, chọn máy in, sau tiếp theo là vào cái setup. Mình sẽ bỏ cái mình sẽ để cái lề cho nó nhỏ lại thôi, 1-2 mm thôi. Tiếp theo là vào cái setup thì mình ngay chỗ paper size thì mình sẽ chọn lại đúng cái size của mình. Đó. Ở bên Excel nó cũng tương tự như vậy. Sau đó thì mình thiết lập ở trên cái trang in của mình để cái nội dung nó nằm ở trong này.
nó tràn ra ngoài thì nó sẽ bị mất rồi dung dịch ở trong này. Sau đó thì những cái thông tin cần thiết của những tem nhãn phụ như lúc đầu em nói, như là tên sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, thành phần, công dụng, rồi tên nước sản xuất, tên đơn vị nhập khẩu, rồi định lượng, số lô, ngày sản xuất, những cái thông tin đó ha. Và sau đó thì mình in ra thì nó sẽ in ra được content để khi mà mình sử dụng tem nhãn phụ đối với những cái dòng máy in đề can, in mã thật. Thì đây là một số bước hướng dẫn của em, thì hy vọng mọi người có thể là thực hiện được. Nếu như mọi người không thực hiện được, mọi người cần hỗ trợ thêm bất cứ là vấn đề gì về là máy in mã vạch, máy in tem nhãn phụ hoặc là máy in đề can, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Mã Vạch qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioimavach.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.